đi lên đường thi bằng lái nha các bạn. Rồi xe buýt tới nha các bạn. Lên trước. Gì vậy? Gì ghê không? Hả? Anh dẹo cái kính tôi không? Không. Đừng tôi lên ai nha, ông hư 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 máy á chẹo á. Không, thật giật á, đang thật giật bay. Có đi mà thấy mấy thằng Honda nó có camera cái đó này nè. Dạ đó hành trình đó. Phải không? Dạ. Nó cũng quay là thay vì nó chạy xe ở đâu có tay đâu để nó quay thì nó máng lên đó. Giờ đợi lâu ghê luôn chứ. Không, có 20 phút à. 20 phút hả? Ờ, chạy chắc ông mới vừa ra cái xe chạy qua rồi. Đâu có la lâu rồi chứ. Tạm xe buýt không ai tên người ta. Giữa tuần nó hơi vắng ha chú, cuối tuần mới đông ha xe buýt á. Giờ nó hơi nghịch. Dạ. Ngày này nó giờ sáng 6 giờ. Dạ. Giờ 7 mấy chắc quá để đi hết.
gần ngay đây mới đúng chứ. Ngay ô vàng dưới đất nè. Trời ấy cho thành đó có ô vàng dưới đất nè. Đúng điểm mà.
thế lai nè.